là một trong những niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam khi quyết định chọn bến đỗ ở nước ngoài. Những thông tin về Đặng Văn Lâm luôn khiến người hâm mộ nước nhà dõi theo. Chúng ta đã từng rất vui mừng khi Lâm Tây rời câu lạc bộ Hải Phòng, chọn một bến đỗ vừa tầm tại Thái Lan để phát triển. Những ngày tháng tại Muangthong United thực sự giúp thủ môn sinh năm 1993 trưởng thành hơn về kỹ năng thi đấu. Từ chỗ chân ướt chân ráo đến với giải đấu này, Văn Lâm đã thành trụ cột không thể thay thế trong màu áo của Muangthong. Cho đến khi thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga quyết định chọn một bến đỗ khác, thử thách hơn nhưng cũng đẳng cấp hơn. Vụ tranh chấp giữa Văn Lâm cùng người đại diện và câu lạc bộ Muangthong United từng tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Sau cùng FIFA đã xử thắng với thủ thành của đội tuyển Việt Nam và cho phép anh chuyển đến Sejiro Saka thi đấu. Tuy nhiên, những kỳ vọng của Văn Lâm tại Sejiro Saka đã dần tan thành mây khói. Những ngày tháng tại Nhật Bản với Văn Lâm không êm đềm như tưởng tượng. Chấn thương và sự cạnh tranh gay gắt với những thủ thành hàng đầu của Sejiro Saka đã biến Văn Lâm chỉ trở thành lựa chọn thứ ba cho màu áo câu lạc bộ Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại, Văn Lâm đã trải qua 20 tháng trong màu áo câu lạc bộ mới, nhưng những đóng góp của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Văn Lâm chỉ được thi đấu một trận ở Cúp Hoàng đế Nhật Bản, một trận ở AFC Champions League. Anh vẫn chưa có bất kỳ phút thi đấu nào ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Chấn thương và điểm rơi phong độ khiến Văn Lâm không thể tận dụng được cơ hội với Sejiro Saka. Thậm chí khi trở về đội tuyển Việt Nam, vị thế số 1 của thủ thành sinh năm 1993 đã không còn được đảm bảo. Anh chỉ có đúng 3 trận ra sân trong số 20 trận đấu của đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 1 năm 2021. Cần biết trước đó, tính từ thời điểm AFF Cup 2018, Văn Lâm luôn là một trong số ít những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam. Anh ra sân không thiếu một phút nào trong mọi chiến dịch được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Suất bắt chính của Văn Lâm được trao cho nhiều thủ thành khác, già có, trẻ có. Đại đa số các thủ thành này đều đã có những màn trình diễn rất tốt ở các chiến dịch của đội tuyển Việt Nam như vòng loại thứ 3 World Cup hay AFF Cup. Tất nhiên, sự chắc chắn của những tấn trường nguyên mạnh đem lại vẫn khiến nhiều cổ động viên Việt Nam chưa thể vơi đi nỗi nhớ với Đặng Văn Lâm. Để có thể cạnh tranh suất bắt chính không còn cách nào khác, Văn Lâm buộc phải được thi đấu thường xuyên. Và để được thi đấu thường xuyên, chắc chắn Sejiro Saka không phải điểm hẹn lý tưởng cung cấp cho Văn Lâm điều này. Bản thân thủ môn sinh năm 1993 cũng đã nhận ra điều đó và có vẻ như những động thái mới nhất của Lâm Tây và người đại diện để đem đến cho thủ thành này cơ hội ra sân nhiều hơn. Cách đây không lâu, Văn Lâm đăng tải trên trang cá nhân cuộc gặp với người đại diện ở Osaka với dòng trạng thái: các bạn hãy theo dõi người đại diện của Lâm để có những thông tin chính xác nhất về tương lai sắp tới của Lâm. Theo hợp đồng hiện tại của Văn Lâm với Sejiro Saka sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm sau. Với những diễn biến đã xảy ra trong suốt 20 tháng qua, khả năng rất cao Lâm Tây sẽ lại tiếp tục dự bị tại Sejiro Saka cho đến khi hết hạn hợp đồng. Gần 6 tháng không được thi đấu đỉnh cao, chỉ được tập chay, sẽ thực sự khiến phong độ của Văn Lâm bị đặt thêm một dấu hỏi. Đâu sẽ là bến đỗ thích hợp nhất cho Văn Lâm nếu rời Sejiro Saka? Sẽ là một đội bóng nào đó trong khu vực châu Á để Văn Lâm tiếp tục mục tiêu được chơi bóng ở nước ngoài? J-League 2, Thai League hoặc thậm chí là cả V-League cũng là bến đỗ rất thích hợp với Văn Lâm vào lúc này. Việc trở lại chơi bóng ở trong nước hoàn toàn không phải lựa chọn tồi với Đặng Văn Lâm. Sau hơn một năm phiêu bạt tại J-League, Lâm đã hiểu được sự cạnh tranh khốc liệt của những giải đấu tại châu Á. Năm nay đã 29 tuổi, bắt đầu bước vào độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, việc chơi bóng nước ngoài sẽ lại là một kênh bạc nữa của Đặng Văn Lâm. Chẳng may kênh bạc này không thắng, chỉ có Văn Lâm hiểu được anh sẽ mất những gì. Trong khi đó, việc chơi bóng tại Việt Nam đem đến sự an toàn. Văn Lâm có thể chọn lựa một đội bóng tầm khá và chiếm được cơ hội ra sân thường xuyên tại đây. Để lấy lại chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam, anh cần được chơi bóng thường xuyên và V-League chắc chắn sẽ đảm bảo cho anh cơ hội này. Nhưng vấn đề là đâu sẽ trở thành bến đỗ của thủ thành Việt Kiều tại V-League? Là một đội bóng có tiềm lực tài chính vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng sự hậu thuẫn từ giới chủ của câu lạc bộ lại tỷ lệ nghịch với những thành tích mà đội bóng giành được trong thời gian gần đây. Đội bóng từ thành phố mang tiền bạc đã có rất nhiều sự thay đổi với việc bổ nhiệm chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng tạm thời làm huấn luyện viên, trong khi cựu huấn luyện viên Trần Minh Chiến giữ chức giám đốc kỹ thuật. Một trong những bất ngờ lớn nhất mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra lại không đến từ băng ghế chỉ đạo. Họ đã thuyết phục thành công tiền vệ kỳ cựu Lý Nguyễn trở lại thi đấu cho đội mình. Đây được coi như bom tấn để cứu vãn đội chủ sân Thống Nhất khỏi vũng bùn dưới đáy bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự trở lại của Lý Nguyễn chưa thể đem lại tác dụng như các cổ động viên đội bóng này mong đợi. Đón tiếp Paris Saint-Germain Việt Nam ở trên sân nhà, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã không thể bảo toàn được lợi thế dẫn trước và để đối thủ lội ngược dòng. Thất bại trước Tottenham Bình Định khiến đội bóng của huấn luyện viên Hữu Thắng đứng áp chót dưới bảng xếp hạng với 9 điểm sau 11 vòng đấu. Hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ khiến người hâm mộ yên tâm. Bùi Tiến Dũng luôn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Tuy nhiên, mỗi lần được trao găng ra sân, anh lại mắc một sai lầm nào đó khiến công sức của cả đội đổ bể. Hiện tại, thủ thành quốc dân ngày nào chỉ còn là lựa chọn thứ ba trong khung gỗ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí có nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng này đang muốn thanh lý hợp đồng với Bùi Tiến Dũng. Hai lựa chọn còn lại ở trước khung thành là Thanh Thắng và Phạm Văn Cường, dù có nhiều kinh nghiệm nhưng phong độ rất không ổn định.
họ còn có điểm yếu trong chống bóng bổng. Vì vậy, nếu có được chữ ký của Đặng Văn Lâm, hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cải thiện sức mạnh đáng kể. Đó là chưa tính đến giá trị về mặt thương mại mà người nhện này sẽ mang về. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đội bóng khác của V-League, trong đó có Nam Định. Vừa qua, chia sẻ với Dình, một lãnh đạo của Nam Định FC cho biết họ sẵn sàng lắng nghe nguyện vọng của Đặng Văn Lâm khi biết tin thủ thành này về Việt Nam. Người này tuyên bố nếu Văn Lâm chưa ký với đội bóng nào thì câu lạc bộ Nam Định sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Lãnh đạo của Nam Định nói rõ quan điểm cần phải đầu tư vào con người nếu muốn có thành tích trong tương lai. Nếu Đặng Văn Lâm có thể đến Nam Định theo cách chính thống là điều tốt nhất, họ không muốn tranh giành với ai. Về câu chuyện tài chính, đội chủ sân Thiên Trường không hề e ngại bất cứ đối thủ nào. Lý do bởi họ vừa nhận gói tài trợ 200 tỷ đồng từ nhà tài trợ mới vào tháng 3 năm 2022. Nam Định có đủ tiềm lực để đưa Đặng Văn Lâm về thế chỗ cho thủ môn hiện tại Đinh Xuân Việt. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chuyên môn, Đặng Văn Lâm sẽ là thỏi nam châm hút các nhà tài trợ, nhãn hàng tìm đến với Nam Định. Điều đó sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ có thêm lợi ích tài chính để vươn tới vị thế xa hơn tại V-League. Ứng viên đáng gờm nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Đặng Văn Lâm chính là Paris Saint-Germain Việt Nam Topelem Bình Định. Họ được cho là một trong những đội bóng ở gần nhất với Đặng Văn Lâm hiện tại. Thậm chí có tin đồn câu lạc bộ này đã đăng ký số áo thi đấu của thủ thành sinh năm 93 ở giai đoạn 2 của V-League. Đội chủ sân Quy Nhơn đã liên tục thể hiện sức mạnh tài chính của mình bằng cách chiêu mộ hàng loạt cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Thậm chí trong thời gian qua, họ còn vô hụt Thành Trung vì hậu vệ này đã gia hạn thành công với Hà Nội. Có vẻ thương vụ mang tên Đặng Văn Lâm sẽ là cách để Bình Định khẳng định lại vị thế và tìm lại mạch chiến thắng. Nhìn qua tình hình hiện tại của Bình Định sau 10 trận đấu đang không được suôn sẻ cho lắm. Đội bóng đất võ có 17 điểm, tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đáng nói là khoảng cách giữa họ với đội đứng đầu đang rất xa. Nếu có được sự phục vụ của Đặng Văn Lâm, chắc chắn hàng thủ của Bình Định sẽ được củng cố vững chắc hơn rất nhiều. Lấy đó làm động lực, nhiều khả năng họ sẽ có thể tăng tốc trong việc bám đuổi vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Mặc dù được cho là ở gần Đặng Văn Lâm nhất, nhưng trên thực tế, câu lạc bộ Bình Định vẫn chưa xác nhận về thương vụ này. Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều đội bóng ở V-League muốn có được cái gật đầu của Đặng Văn Lâm. Có những câu lạc bộ mạnh cả về tiềm lực tài chính lẫn tham vọng. Có những đội coi thủ thành này như một ngòi nổ để tạo ra quả bom trên truyền thông. Dù thế nào đi chăng nữa, lựa chọn cuối cùng vẫn ở người nhện sinh năm 1993. Trở về V-League thi đấu không hẳn là bước lùi với Đặng Văn Lâm, mà biết đâu sẽ là bước đệm để anh có thể tìm lại vị thế của mình.